Sáng ngày 29 tháng 1, tại trai đường nội ô Tòa Thánh, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức lễ tất niên năm Quý Mão 2023. Đến dự có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trương Nhật Quang, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, phụ trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Đại Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành. Phát biểu tại buổi lễ, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Trưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh gửi lời cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc đã luôn nhiệt tình giúp đỡ, tạo mọi sự thuận lợi cho Hội Thánh hành đạo đúng theo pháp luật của nhà nước và các quy định của đạo. Đầu sư Thượng Tám Thanh mong rằng mối quan hệ và tình cảm sâu sắc tốt đẹp sẽ mãi gắn bó và phát triển bền vững, đồng hành với sự phồn thịnh của đất nước. Dịp này, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh vì đã có thành tích đóng góp kinh phí ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh. Nhân dịp chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đầu sư Thượng Tám Thanh cùng các chức sắc, chức việc và toàn thể tín đồ đạo Cao Đài năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.